lục một khéo lắng nghe aran fuan jotico đây là pháp thoại dành cho gia đình nữ cư sĩ chop a motram bao gồm các con và các cháu của bà vào tháng một năm 1984. do tỳ kheo thani sakro dịch từ tiếng thái sang anh Chúng ta được dạy nếu khéo lắng nghe, ta sẽ được trí tuệ, nếu không biết lắng nghe, ta sẽ không được gì cả. Theo giáo lý của Đức Phật, khéo lắng nghe có nghĩa là tâm phải tập trung và có chủ đích. Việc lắng nghe có thành công hay không tùy vào chủ đích của ta. Nếu không có sự chủ ý, sẽ không có sự thành tựu, chúng ta không thể thành tựu đạo quả dẫn đến niết bàn như chư vị thánh tăng trong quá khứ trong quá khứ các vị này chỉ nghe qua một điều gì đó là đạt được niết bàn tại sao vậy vì họ đã khéo lắng nghe vì họ đã có trí tuệ họ hiểu nói cách khác họ đã khắc cốt ghi tâm còn chúng ta ngày nay học đủ mọi điều kể cả ra nước ngoài du học học rất nhiều thứ nhiều lãnh vực của tri thức nhưng chúng không giúp ta thoát khổ chúng chỉ đưa ta trở lại với những sự thật sáu mòn quẩn quanh như thị chúng ta đã biết quá nhiều thứ nhưng muốn khéo lắng nghe để được có trí tuệ tâm ta phải tĩnh lặng làm sao khiến tâm tĩnh lặng chúng ta đã biết cúng dường đã giữ giới không sát hại không trộm cắp không tà dâm không nói dối không sử dụng các chất gây nghiện giờ thì tùy chúng ta có muốn tiếp tục giữ giới hay không quả của việc giữ giới quý vị biết không đưa ta đến tận niết bàn được sinh trở lại làm người hay làm chư thiên hay đạt niết bàn tất cả đều là quả của việc giữ giới đó là những điều ta đã được dạy tiếp đến là việc hành thiền giúp tâm tập trung an trụ vững chãi đó là bổn phận của tất cả mỗi cá nhân chúng ta ta phải nỗ lực kiểm soát tâm nó rất gì tế không tầm thường chút nào nó gì tế nhưng nó nằm trong ta nhiều vị thầy đã đến đây dạy ta phải niệm phật niệm pháp niệm tăng quý vị phải quán niệm về những thứ đó cho đến khi nhiếp tâm lý do khiến tâm chưa được trụ vững trong thiền là vì ta đem đạt tâm ra ngoài nó chỉ ở bên trong được một chút rồi phóng ra ngoài nó không trụ lại bên trong lâu và khi điều đó xảy ra ta sẽ khó lắng nghe tốt vì thế ta phải cố gắng lắng nghe kỹ phải khiến tâm tập trung vững chãi phải nghe bằng tâm không chỉ bằng tay phải khéo lắng nghe bằng tâm khi tâm tập trung vững chãi ta sẽ có được trí tuệ có hiểu biết cái hiểu toàn vẹn. Thuở xưa, các vị thanh chỉ nghe một ít và hiểu. Họ đạt các quả vị dự lưu nhất lai, bất lai và A-la-hán. Vì thế, hãy nhiếp tâm thiền định, khiến cho tâm tĩnh lặng. Hãy để tâm lắng động, tách rời khỏi những khuấy động từ bên ngoài. Chúng ở khắp quanh ta, hãy để tai và mắt được yên, ta cứ phải nghe thì làm sao chúng yên tĩnh chúng ta là người không thể yên tĩnh chúng ta cứ chạy theo những thứ chạm vào mắt chảy vào tai ta ta cứ tiếp nhận xúc chạm nên ta được dạy phải giữ cho tâm yên khiến nó tập trung ta phải chánh niệm giữ chánh niệm trên hơi thở vì thế ngay bây giờ hãy ngồi xuống chiếu thiền tập trung vào hơi thở nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Nhắm mắt lại và nghĩ bút khi thở vào, đô khi thở ra. Bút vào, đô ra. Luyện tâm và lắng nghe. Nếu ta chỉ lắng nghe mà không thực hành, không rèn luyện thì không có gì phát triển. Không phải chỉ lắng nghe thế là chậm hết. Ta phải lắng nghe và thực hành nữa. Điều đó có nghĩa là khi đã lắng nghe ta phải thực hành ngay khi ấy thì hành động nghe đó mới có được lợi ích chỉ khi đó ta mới có được cái khả năng mình mong muốn khi tâm tập trung và ta có hiểu biết sẽ đưa đến thành tựu khả năng và công đức khi tâm đã lắng động ta sẽ hiểu thế nào là công đức và thế nào là đạt được công đức ấy không có gì khó khăn cả nó chỉ khó khi tâm không tập trung vì thế hãy trụ tâm vững chãi chỉ trên hơi thở vào và ra quán sát hơi thở có hơi thở vào không hay hơi thở ra không đó là thứ mà tất cả chúng ta đều sở hữu kho báu đó đã có sẵn hơi thở vào đã có đó hơi thở ra đã có đó nên ta chỉ cần mang sức mạnh của sự quán sát vào trong thân hãy giữ hơi thở trong tâm đừng lang thang đây đó hãy xem ta đã có sẵn những gì ở bên trong ta đã có một kho báu giá trị bên trong kho báu của việc được làm người vì thế ta phải gìn giữ kho báu này cho đến khi nó trở nên tròn đầy cho đến khi nó trở thành kho báu của các cõi phạm thiên kho báu của niết bàn hãy gìn giữ kho báu này nhưng thật khó gìn giữ, nếu ta không biết cách sử dụng nó, không biết cách bảo vệ nó. Nếu thiếu trí tuệ, kho báu này lại trở thành của nợ, chắc chắn là như thế. Vậy, ta có thể làm gì khi chưa đạt được trí tuệ? Có đủ thứ hiểm nguy khiến ta đánh mất kho báu này, đó là lý do vì sao ta phải phát triển khả năng cần có để gìn giữ nó. Nói cách khác, đó là việc giữ năm giới và dán chặt tâm vào hơi thở vào ra. Hãy giữ tâm tập trung vững chảy. Hãy quan sát hơi thở không dừng dứt. Theo dõi nó luôn, đảm bảo là hơi thở vào dễ chịu, hơi thở ra dễ chịu. Khi làm được thế là ta đang gìn giữ kho báu của mình. Khi ta chăm lo cho nó một cách chánh niệm, không có gì đe dọa được nó nếu có bất cứ việc gì sắp xảy ra ta sẽ biết trước ta sẽ có thể chăm sóc cho kho báu của mình suốt đời như thế hoặc có thể phát triển bổ sung thêm vào đó để nó trở thành kho báu của các cõi phạm thiên kho báu của niết bàn tất cả đều đến từ ngay điểm này từ hơi thở nếu ta có thể chăm sóc hơi thở khiến nó luôn dững chãi nó sẽ đưa ta đến kho báu của loài người kho báu của phạm thiên và đến tận kho báu của niết bàn dĩ nhiên để đạt được những điều như thế đòi hỏi ta phải có sự quyết tâm nỗ lực kiên trì và chịu đựng có thế ta mới mong đạt được mục đích của mình nếu ta siêng năng kiên trì chắc chắn là ta sẽ thành công giống như các vị thánh a la hán giống như đức phật các ngài đã đạt được đạo quả đưa đến Niết Bàn bằng sự tinh tấn, kiên trì, kham nhẫn. Đó là cách Đức Phật trở thành vị Phật mà ta cung kính lễ bái hàng ngày. Tại sao ta phải lễ bái trước Ngài? Vì Ngài đã thể hiện được sự nỗ lực kiên trì ba la mật. Nhờ đó, Ngài đạt được sự toàn giác, trở thành chỗ nương tựa cho mọi chúng sanh, người hay chư thiên. Quy luật đó cũng đúng cho ta. Một khi ta đã quyết tâm phát triển kho báu của mình, tài sản cao quý, tài sản nội tại cũng như ngoại tại, là ta phải biết chăm lo ngay điểm này, hơi thở này. Chúng ta phải rèn luyện tâm để nó trụ vững chãi và tập trung. Ta phải luôn dõi theo hơi thở suốt ngày. Đúng ra, hơi thở đã luôn có mặt. Nếu không ta đã chấm dứt hết đời hơi thở đã ở bên chúng ta kể từ ngày ta có mặt trên đời nhưng ta không hề quan tâm đến nó không hề biết chăm sóc nó nói cách khác ta không hề biết chăm lo cho người bảo vệ của mình không hề làm quen với người bảo vệ mình từ khi mới ra đời người bảo vệ này đã luôn chăm lo cho ta từ lúc ta vừa lọt lòng mẹ cho đến tận ngày nay nếu người bảo vệ này không chú tâm chăm sóc ta ta đã chết mất rồi, đã chấm dứt. Vì thế, ta chớ nên quên những điều tốt lành người đó đã làm cho ta. Hãy quan sát xem người đó như thế nào, hình dáng ra sao, có những đặc điểm gì. Người đó thân mật hay lạnh lùng, cao hay thấp. Tập trung vào việc xét xem người đó thuộc loại người gì. Xét xem tại sao người đó quá tốt bụng, người đó đã tận tụy chăm sóc từ lúc ta mới sinh ra cho đến ngày hôm nay dù ta không hề để ý đến không hề muốn làm quen làm thân không hề quan tâm xem người đó cần gì có hạnh phúc hay không chúng ta hoàn toàn bỏ quên người đó vì thế giờ ta hãy nghĩ đến người đó một chút xem người đó ra sao khi xuất hiện hay khi biến mất hãy theo dõi người đó hãy để ý đến người đó tập quán sát Quán tưởng về những gì mình đã thấy, như thế ta sẽ thấy hơi thở vào có mặt, hơi thở ra có mặt. Sau đó thì tùy ta ngồi xuống và duy trì sự ý thức đó, giữ cho hơi thở vào ra nhẹ nhàng. Hãy nhận biết hơi thở vào có dễ chịu không, hơi thở ra có dễ chịu không. Nếu hơi thở vào và hơi thở ra dễ chịu, hãy giữ chúng như thế nếu không ta có thể thay đổi chúng ta có thể thử hít vào dài thở ra ngắn tùy vào cảm nhận của mình nếu thầy khó chịu với hơi thở dài có thể đổi thành ngắn hay ngược lại nói cách khác hãy làm quen với việc chỉnh sửa sao để ta có thể thấy dễ chịu với hơi thở vào ra nếu ta khá quen thuộc với hơi thở của mình ta có thể chỉnh sửa chúng nếu không, làm sao ta có thể chỉnh sửa chúng? Vì thế, trước tiên ta phải làm quen với hơi thở giàu ra của mình để xem các đặc điểm của hơi thở giàu ra ở cơ thể. Hơi thở giàu như thế nào? Hơi thở ra như thế nào? Khi ta có thể quan sát nó rõ ràng để biết nó dễ chịu thì ta giữ nó như thế, theo dõi nó liên tục. Ta sẽ thấy là người bảo vệ cho ta ngày càng tử tế tốt bụng hơn. Khi người bảo vệ ta tốt bụng thì tâm ta cũng tốt lên. Tại sao vậy? Vì cũng giống như khi ta sống với người tốt bụng, tâm ta cũng sẽ cố tốt lên. Đức Phật đã dạy Asivana cha Balanam, Baditana cha Sivana. Khi thân cận với kẻ ngu, vân dân, Khi tâm ta xấu ác, cũng giống như ta đang thân cận với kẻ ngu. Kẻ ngu ở bên trong ta. Khi tâm ta an bình, đó là gì ta có bạn tốt, Bandita Nacha, ở bên trong. Khi tâm có bạn tốt, là người bảo vệ ở bên trong, nó sẽ trở nên cởi mở, tươi mát và sáng lạng. Tâm sẽ đạt được chánh niệm và trí tuệ. Bất cứ điều gì ta dự định làm đều không có mục đích làm hại mình hại người nên hãy giữ tâm trụ vững chãi như thế vì ta đã có bạn lành người bảo vệ luôn cho ta những lời khuyên hữu ích tâm đó sẽ trải nghiệm được sự sáng láng rõ ràng xuyên suốt những ngày những tháng năm đến tận lúc ta không còn hơi thở giàu ra vì thế hãy chăm sóc người bảo vệ cho đến hơi thở sau cùng nếu tâm ta thật sự tốt đẹp, ta sẽ đi đến tận niết bàn. Nếu đó là ước nguyện của ta, ta phải nỗ lực học pháp, thực hành miên mật, duy trì sự thực hành. Vì đó là khả năng chỉ phát triển từ bên trong ta. Nó hoàn toàn nương tựa nơi ta. Để có được khả năng này, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đức Phật đã dạy ta cách huấn luyện bản thân rằng ta phải nghiêm khắc với bản thân cha mẹ anh chị em thầy ta chỉ là những người ta liên hệ trong một thời gian ngắn nhưng nếu ta thật sự thành tâm thật sự quyết chí ta phải dựa vào chính bản thân đó là điều đức phật đã dạy khi ngài dạy chúng sanh phải nương tựa vào bản thân đó là ngài đã dạy họ con đường đi đến đạo quả niết bàn khi ngài dạy họ họ đem những lời dạy của ngài vào bên trong opana yiko để quán chiếu rồi thực hành để thấy đúng pháp vì thế chúng ta phải tự rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn qua mỗi ngày mỗi đêm vì đây là công việc của chúng ta ta có thể nói là việc thực hành pháp quá khó và đúng vậy mà ta cũng có thể nói nó dễ thì cũng đúng vậy vì hơi thở ở ngay bên trong ta nó là công việc của chính chúng ta nên tất cả tùy thuộc vào việc ta có muốn thực hành hay không nếu ta không tự rèn luyện mình không nghiêm khắc với bản thân thì ta sẽ không tiến tới đâu nếu ta rèn luyện bản thân nghiêm khắc với bản thân thì ta sẽ thực hành mỗi ngày mỗi đêm ta bắt đầu học từ cha mẹ thầy cô họ đã dạy ta cách nói năng ăn uống cách ngồi làm sao đi thế nào rất nhiều thứ kể từ khi ta cất tiếng chào đời đã bao lâu rồi nhỉ họ đã huấn luyện ta năm này qua tháng nọ và vẫn tiếp tục công việc đó ta phải dựa vào cha mẹ để được dạy dỗ ta không biết ngồi không biết đi không biết nói nên họ phải dạy ta phương cách dần dần ta trở nên thiện xảo hơn thông minh hơn ta phải dựa vào cha mẹ là những vị thầy đầu tiên dạy dỗ ta cho đến khi khôn lớn. Giờ đó là bổn phận của chính ta. Ta đã là người trưởng thành, ta phải có bổn phận tự huấn luyện mình, tự nghiêm khắc với bản thân. Tất cả tùy thuộc vào chỉ mình ta. Giàu tốt hay xấu, thành hay bại, tất cả đều tùy thuộc vào ta. Nếu ta không tự rèn luyện bản thân, cứ để mọi sự diễn ra như thế nào cũng được, thì ai sẽ là người chịu khổ? Chính ta chứ ai? Tất cả những gì ta cần để thực hành đều ở bên trong ta, nên ta cần quán xét tâm cẩn thận để khiến nó tập trung vững chãi ở bên trong. Chúng ta phải ý thức rằng ta đã sẵn có gia tài. Chúng ta đang được làm người Agathanam Thanam, Bản thể cao thượng nhất là của loài người. Được có bản thể cao thượng này không phải dễ. Được sinh làm người và được gặp Phật Pháp là điều khó. Có biết bao chúng sanh không được có mặt ở nơi này, nên ta đã sẵn có kho báu, ta đã sẵn có tài sản. Giờ là tùy chúng ta có biến được kho báu đó thành kho báu của các quải phạm thiên, kho báu của Niết Bàn. Không phải quá khó đâu. Đối với những kẻ không có kho báo này, các vong linh, quỷ dữ, quỷ đói thì thật khó. Họ có muốn làm tốt cũng không thể. Tại sao vậy? Vì họ không có thân. Họ không có tài sản gì. Họ cũng muốn làm tốt như bao người, nhưng họ không thể. Vì thế, họ phải giấc dưỡng lang thang, gian xin người nọ người kia, cố gắng truyền tải một thông điệp bằng cách nhập vào người nọ người kia bảo họ phải làm điều thiện bản thân họ muốn làm tốt nhưng không được vì trước đây khi được làm người họ không muốn làm điều tốt lúc có thân người họ lười biếng chỉ lo ăn ngủ ngủ ăn để ngày tháng qua đi vì thế mỗi ngày ta phải dành thời gian để làm cho cuộc sống của mình có giá trị nếu con người biết cách tạo ra giá trị cho đời sống của họ dầu chỉ một giờ trong ngày mỗi ngày vân dân điều quan trọng là ta không được dễ vui hãy quyết tâm tăng thêm nỗ lực bất cứ điều thiện gì ta muốn phát triển muốn thực hiện muốn làm chủ muốn toàn hảo hãy nỗ lực để đạt được điều đó hãy cho tâm có chỗ trụ vào khi tâm đã có điều gì đó vững chắc để bám nó chẳng sợ khó khăn gì vì thế hãy quyết tâm không dễ vui Đức Phật đã khuyên ta tăng nỗ lực. Bất cứ điều thiện gì ta chưa hoàn thiện được trong hành động, hãy mạnh dạn phát triển nó. Bất cứ điều thiện gì ta chưa phát triển được trong lời nói, hãy mạnh dạn phát triển nó. Bất cứ điều thiện gì ta chưa phát triển được trong tâm, ta cần tăng nỗ lực và tạo dựng nó bên trong như một thứ kho báu ở quái người. Được như thế, khi ta ra đi, rời bỏ cõi người ta không phải gian xin ai điều gì vì ta đã tự chuẩn bị đầy đủ cho bản thân những gì ta có đều hoàn hảo ta không thiếu thốn bất cứ thứ gì đó là lý do tại sao người trí luôn tăng nỗ lực khi được có mặt ở cõi người là ta được sinh vào một cõi đầy đủ mọi thứ nên khi người trí được sanh vào đó họ không lãng phí thời gian mà luôn cố gắng để hoàn thiện thêm lên. Giống như Đức Phật, thử nghĩ xem, trong bốn A Tăng kỳ kiếp và hàng trăm ngàn ức kiếp, Ngài liên tục trở lại quái người để hoàn thiện bản thân, liên tục tái sinh và bệnh và chết liên tục. Bốn A Tăng kỳ kiếp, không thể tưởng. Bạn có biết đó là bao nhiêu lâu không? 28 chúng sanh đã hoàn thiện ba la mật đến độ họ đã trở thành các vị Phật. Mỗi sự hoàn thiện của từng vị Phật phải hoàn toàn không tỳ vết dưới mọi khía cạnh. Nếu ta gom hết các kho báu ở cõi người, chung cũng không thể sánh với sự hoàn hảo của một vị Phật. Ngài có mặt ở đời chỉ vì sự hoàn hảo, để tạo dựng sự hoàn hảo của mình. Đó là mục đích của một vị Phật. Dầu Ngài sinh ra với thân phận gì cũng luôn là vì sự toàn thiện, vì trí tuệ giác ngộ. Đó là lý do ngài cứ phải quẩn quanh trong luân hồi, sinh rồi tử, tử rồi sinh, tái đi tái lại. Ngài tiếp tục hoàn thiện bản thân cho đến khi thành công trong việc đạt được giác ngộ đúng theo mục đích của ngài. Đối với các vị thánh đệ tử của ngài cũng thế, tất cả đều sinh ra vì mục đích tiếp tục hoàn thiện bản thân còn chúng ta thì sao? Chúng ta được sinh ra để hoàn thiện những gì? Sao ta không tăng tốc trong nỗ lực tiến lên làm tốt hơn? Sao ta không hướng tầm nhìn cao xa hơn? Hãy tự dẫn mục đích của ta là gì? Nguyện ước của ta là gì? Khi có nguyện ước, hãy nỗ lực hoàn thành nó. Khiến nó trở thành hiện thực đúng như nguyện ước của mình ngay cả khi ta không thành công trong kiếp sống này ta cũng đang tạo dựng thói quen tạo ra các điều kiện cần thiết cho kiếp sống tới để chúng được chế ngự được mạnh mẽ như thế chúng sẽ trở nên cao hơn tốt hơn sau mỗi kiếp sống vì ta tiếp tục bồi dưỡng củng cố chúng trong mọi kiếp sống bằng cách đó rồi ta cũng sẽ thành công khi đến với thế giới này ta phải tự biết tại sao ta có mặt ở đây. Ta được sinh ra để làm gì? Ta được sinh ra để củng cố, để kiến tạo sự thiện lành. Nên ta phải nhanh chóng phát triển sự thiện lành của mình, khiến cho nó trở thành một thực tại. Giống như Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài. Họ không dễ vui. Dầu sinh ở đâu, họ sinh ra vì sự toàn hảo. Họ không dính mắt với những chuyện về các kho báo thí tục. Dầu có được hưởng thụ bao dục lạc thế gian, họ cũng không màng. Ngay khi có cơ hội, họ liền rời bỏ gia đình để sống đời đạo hạnh. Họ tiếp tục bồi đắp sự hoàn hảo của họ đúng như ý nguyện. Còn chúng ta, ngay khi có được chút dục lạc là ta bấu ngay vào, dính chặt không rời. Nên ta không muốn đi đâu khác. Dầu chỉ là chút dục lạc Chúng ta cũng vui nhận Các dục lạc này rất nguy hiểm Bạn biết không Các dục lạc này giống như ma túy Chỉ thử một chút Và ta đâm nghiện Người ta bảo rằng ma túy khó bỏ Nhưng dục lạc thế gian càng khó bỏ hơn Chúng ăn sâu vào tận xương tủy ta Chúng chính là nguyên do khiến ta có mặt ở nơi này, khiến ta luân hồi sinh tử qua bao kiếp không có thuốc chữa nào giúp ta từ bỏ được thói quen này tẩy sạch nó khỏi thân tâm ta trừ phương thuốc từ những lời dạy của đức phật chỉ khi ta biết áp dụng những lời dạy của đức phật thì trạng thái mê đắm các dục lạc này mới dần dần bớt đi dần dần nhẹ hơn dần dần qua đi chỉ khi đó ta mới được chữa khỏi sức độc hại của loại gây say này đúng nó là thế đó chất gây say dục lạc. Chúng ta luôn sống với nó, nó vô cùng mãnh liệt, nó là cái khiến ta bơi lội giữa dòng tử sinh. Hãy quán tưởng về điều đó, hãy suy nghĩ về điều đó. Con người, muôn thú, tất cả chúng ta cùng chung số phận. Giờ ta sinh ra ở đâu trong cõi dục, ngay cả những ai sinh ra ở cõi phạm thiên cũng bị dính mắt. Ngay ở các cõi này, họ cũng chưa thoát được ngay khi vừa thoát khỏi cõi người ta sẽ bị dính ở cõi phạm thiên vì thế ngày nào ta còn chưa biết uống thuốc chữa của đức phật để cắt đứt cơn nghiện này để xua đuổi nó ra khỏi thân tâm ngày đó ta còn bơi lội giữa dòng sinh tử đến rồi đi giống như ngay bây giờ không bao giờ có cơ hội chấm dứt nó đó là lý do tại sao Người trí có tay, có mắt, có trí tuệ, họ lắng nghe tốt và đạt được trí tuệ. Đó là lý do tại sao họ nhìn thấu mọi chuyện, họ quán chiếu về tất cả những thứ duyên hợp và nhìn xuyên thấu chúng. Đó là lý do tại sao họ có thể chấm dứt sự hiện hữu tái sinh, nên họ không còn phải bơi lội giữa dòng tử sinh. Họ buông bỏ mọi phiền não khổ đau, mọi khó khăn bức bách và bước vào niết bàn họ từ bỏ mọi giả hợp không để lại dấu vết gì và tiến thẳng vào niết bàn đức phật và các vị thánh đệ tử của ngài tất cả đều đã thành tựu bằng cách đó tẩy sạch mọi trạng thái của hữu của sinh nên họ không còn trở lại để chịu khổ trong thế giới loài người này bao giờ nữa vì thế tất cả chúng ta nên quyết tâm rèn luyện để tâm trở thành một nền tảng vững chắc mà ta có thể bám vào càng chặt càng tốt nếu ta còn chưa nắm giữ được tâm mình thì bằng mọi cách phải làm cho được